phim về Thánh Faustina được chiếu một ngày tại Hoa Kỳ. Một bộ phim mới về cuộc đời của Thánh Faustina và thông điệp lòng Chúa thương xót được Chúa Giêsu tiết lộ cho chị Thánh sẽ được trình chiếu tại các rạp ở Hoa Kỳ chỉ trong một ngày. Bộ phim Tình yêu và lòng thương xót thuật lại ơn gọi tu trì lạ thường của Thánh Faustina và món quà hình ảnh lòng thương xót của Thiên Chúa và những thông điệp mà chị nhận được. Hàng triệu người trên thế giới được chữa lành nhờ sứ điệp lòng thương xót của Chúa. Bộ phim sẽ được chiếu tại hơn 700 rạp phim trên toàn nước Mỹ vào ngày 28 tháng 10 tới đây. Bộ phim dài 120 phút do Michael Conklat, gốc Ba Lan, biên dịch và đạo diễn, được các linh mục dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, những người truyền bá thông điệp về lòng thương xót của Thiên Chúa tư vấn. Đạo diễn Conklat đã quay phim tại các nơi Ba Lan, Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót ở Stockbridge, bang Massachusetts và tại các nơi ở Lithuania và Ý. Ý tưởng làm phim Tình yêu và lòng thương xót đến với ông cách đây 2 năm sau khi ông đọc cuốn Nhật ký của Thánh Maria Faustina Kowalska. Ông chia sẻ, lòng thương xót của Thiên Chúa đang thay đổi hàng triệu cuộc sống, nhưng hầu hết các Kitô hữu vẫn không nhận thức được sức mạnh của thông điệp mà Chúa Giêsu đã ban cho nhân loại thông qua chị Faustina, một nữ tu Ba Lan đơn sơ, nay là một vị thánh. Những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời Thánh Faustina, bộ phim Tình yêu và lòng thương xót thuật lại những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời Thánh Faustina, những khó khăn và chiến thắng đi kèm với việc truyền bá thông điệp sau khi thánh nữ qua đời vào năm 1938. Các nét giống nhau trên ảnh lòng Chúa thương xót và trên tấm khăn liệm thành Torino. Bộ phim cũng trình bày các bản viết tay của chân phước linh mục Michael Sopoko được Chúa gửi đến để giúp chị Thánh thi hành sứ vụ. Một khía cạnh hấp dẫn khác là phim bao gồm nghiên cứu khoa học, diễn tả các nét giống nhau của Chúa Kitô trong ảnh lòng thương xót của Thiên Chúa và các đặc điểm trên khuôn mặt và thân xác của Chúa in trên tấm khăn liệm thành Torino.